Kính thưa cộng đoàn Thiên Chúa, có một câu chuyện được kể lại sau đây. Mấy ngày sau một trận động đất lớn xảy ra tại một thành phố, những người trong toán cấp cứu vẫn tiếp tục tìm kiếm vì họ tin rằng vẫn có những người sống sót trong những căn nhà đổ nát. Thật vậy, họ đã tìm ra được một bà mẹ đã bất tỉnh nằm bên cạnh một đứa con thơ còn sống sót. Thế thì người ta vội vã chở gấp vào phòng cấp cứu. Nơi đó các bác sĩ và y tá trong nhà thương cố gắng và tận tụy tìm mọi phương cách để cứu sống. Sau đó họ đã cứu sống được cả hai mẹ con. Sau khi tỉnh lại, bác sĩ hỏi tại sao bà lại có một vết thương ở tay và máu ra nhiều như vậy. Bà mới kể cho mọi người nghe là khi thấy con mình không còn gì để uống, bà không còn sữa để cho con bú, nên bà tìm một cục sắt, cục đá sắt bên cạnh rồi rạch mạch máu tay để lấy cho con uống thay vì sữa. Và bà đã làm như vậy hai lần. Thế thì bác sĩ hỏi bà có biết làm như vậy là nguy hiểm đến tính mạng của bà không? Bà trả lời với bác sĩ, lúc đó tôi còn gì mà phải nghĩ đến tính mạng mình. Tôi chỉ cố ý làm sao cứu được đứa con của tôi mà thôi. Ông bà chị em thân mến, đây là một câu chuyện cảm động về tình mẫu tử. Người mẹ đã không nghĩ đến bản thân mình dù bà kiệt sức và có thể chết, nhưng lúc đó chỉ nghĩ đến sự sống của con mình. Và bà đã can đảm hy sinh làm vậy để cứu con mình. Chúa Giêsu Kitô còn hơn thế nữa. Ngài đã lấy chính mình máu Ngài để làm của ăn đời đời cho chúng ta. Của ăn đem là sự sống cho linh hồn đời này và vĩnh cửu. Trong bài tin mừng tuần trước, Chúa Giêsu tuyên bố rằng: Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói, và ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ. Nghe Chúa nói thế, bài tin mừng hôm nay cho chúng ta biết những người Do Thái thắc mắc, lẩm bẩm và phản đối lời của Chúa. Họ nói là lời này sao mà khó nghe quá. Dầu vậy, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục nói rõ hơn cho họ biết Ngài là Đấng mới trời mà đến và nói lời của Thiên Chúa. Ai đón nhận Ngài là đón nhận Thiên Chúa, và ai nghe lời Ngài là nghe lời Thiên Chúa. Rồi chúng ta nghe Chúa quả thích bằng một lời lớn trọng hơn: Thật, Ta bảo thật các ngươi, ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Rồi Chúa lại khẳng định lại lời rằng Ngài đã nói trước: Ta là bánh hạt sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Thế thì Chúa nhắc đi nhắc lại nhiều lần, dù người Do Thái không muốn nghe, không tin nhận, nhưng Chúa vẫn giữ nguyên lời quả quyết. Trong bài tin mừng tuần trước, mấy tuần trước đây, Chúa làm phép lạ để nuôi đám đông dân chúng. Chắc họ đã nhủ thầm: giá mà có ông này đến cạnh thì chúng ta không bao giờ sợ đói khát, và cũng chẳng cần phải làm luôn cực nhọc mà vẫn no đủ. Chính vì có ý nghĩ như thế cho nên họ mới có ý định tôn Chúa làm vua. Và Chúa Giêsu đã nghe ý định của họ nên trốn đi. Sáng ngày hôm sau, khi tìm được chỗ mà lại
họ lại đến vây quanh người. Khi đó Chúa Giêsu đã nói rằng: các ngươi đi tìm ta là vì đã được ăn no. Rồi Ngài nói: các ngươi đừng theo ta vì của ăn vật chất, nhưng hãy tìm của ăn tinh thần không hư nát. Nghe lời đó, dân chúng lại chán nản, bỏ người mà đi gần hết. Con người ta lại như thế đó, con người ta lại như thế đó. Nếu thấy có lợi lộc vật chất thì chạy theo, khi không có lợi thì bỏ đi. Chúa mà chúng ta tôn thờ là nguồn mạch chân lý, sự sống và sự thật. Vì yêu thương con người, cho nên khi Chúa muốn hòa chung thân xác yếu hèn của chúng ta vào trong sự vinh hiển của Ngài, và cũng vì yêu thương, trước khi chịu cuộc khổ hình trên thập giá, vào ngày thứ năm tuần thánh, Chúa đã thiết lập bí tích thánh thể để ở lại với chúng ta, kết hợp mật thiết với chúng ta, để chúng ta sống trong bình an và ân sủng của Ngài và ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, như lời người đã hứa. Tôi được nghe kể rằng sau năm 1975, nhiều người đã từng đi cải tạo. Sau khi về nhà đã thuật lại rằng cuộc sống trong đó thật là cực khổ, tinh thần xuống dốc, đâm ra bi quan và chán đời. Nhưng đối với những người công giáo, nếu thỉnh thoảng họ được nước bình thánh Chúa một cách bí mật nghe được, thì họ cảm thấy được an ủi rất nhiều, tinh thần vững vàng và còn lạc quan, vui vẻ giúp đỡ những anh em khác trong tù. Trong hoàn cảnh khốn khó như thế, người ta mới rõ thấy rõ mình thánh Chúa thân ra của anh cần thiết cho tâm hồn mình. Con người chúng ta có ba phần, có thể là bốn phần. Thứ nhất là thể xác, thứ hai là tình cảm, thứ ba là lý trí, và thứ tư là tâm linh hay linh hồn. Và chúng ta cần những nhu cầu căn bản cần thiết cho bốn phần con người đó. Nhu cầu thứ nhất cho thể xác là thức ăn, thức uống. Nhu cầu thứ nhì cho tình cảm là những sự liên hệ mật thiết trong gia đình và trong cộng đoàn dân Chúa. Nhu cầu thứ ba cho lý trí, đó là sự hiểu biết sự thật. Và nhu cầu căn bản thứ tư cho tâm linh, đó là lời Chúa và thánh thể. Tất cả mọi người chúng ta cần đến những nhu cầu cần thiết cho phần xác, cho tình cảm, cho lý trí và cho linh hồn. Thiên Chúa yêu thương, nhân từ và rất quảng đại với chúng ta, cho nên Ngài ban cho chúng ta rất nhiều ơn lành nuôi sống hồn và xác đời này. Chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh giàu có. Chúng ta không bị đói khát thân xác, nhưng nhiều người đói khát về mặt tình cảm và tâm linh. Nhiều người lao động vào việc kiếm tiền nuôi sống thể xác đời này, nhưng lại thờ ơ chú trọng tới những nhu cầu tình cảm và tâm linh cho đời sau. Người Kitô hữu chúng ta phải xác định rằng ngoài cuộc sống đời này còn có cuộc sống vĩnh cửu. Vì thế Chúa kêu gọi chúng ta đừng quên chú ý và chuẩn bị cho cuộc sống đời sau. Chúa ban cho chúng ta lý trí khôn ngoan để chúng ta biết phân biệt thức ăn mau hư nát và thức ăn vĩnh cửu. Bởi vậy cho nên mỗi một lần chúng ta đến đây trong ngôi nhà thờ để hiệp dâng thánh lễ, chúng ta phải đến với một cái tâm hồn sốt sắng với lòng yêu mến Chúa, để Chúa ban cho chúng ta lời Chúa
là ánh đèn soi dẫn dắt chúng ta trong cuộc trình hành trình dương thế và ban cho chúng ta bánh ở trời là chính Chúa, là Thánh Thể. Chúng ta cầu xin là lời Chúa và lời và bánh hạt sống thấm nhập vào cuộc sống chúng ta để chúng ta tràn đầy ơn sủng của Chúa, và rồi khi chúng ta được ăn lời và bánh bánh và nó thì Chúa, chúng ta trở thành lời Chúa và Thánh Thể cho những người xung quanh qua việc làm, qua lời nói, qua hành động, qua cuộc sống chúng ta. Thế thì chúng ta hãy tự hỏi là những người sống xung quanh chúng ta có nhận ra chúng ta là sứ giả, là hình bóng của Chúa hay không? Chúng ta cầu xin Chúa dẫn chúng ta có lòng xác tín vào bánh hằng sống là Thánh Thể và ban cho chúng ta một cái tấm lòng thành tâm để chúng ta lắng nghe lời Chúa.